bài bột sắn nghệ này là chúng ta lấy bột sắn mịn cho nhanh này, rồi mình lấy một chút nước lạnh này, mình cho vào cho nó tan như thế này. Đấy, xong là bắt đầu mình đổ cái nước sôi chỉ cục vào đây. Nhìn thấy chưa, trong này. Đấy, mình chỉ đổ đến mức độ đấy thôi nhá, không cho nhiều hơn. Hai người đây này, các bạn nhìn thấy độ sánh của nó. Ừ, làm vài lần thì mình mới biết cái mức độ nha, là vừa. Thì mình cho cái này vào đây. Xong rồi. Thế là mình ấn cái chế độ 2 tiếng. Thì sau 2 tiếng mình làm trước khi đi ngủ. Sau 2 tiếng thì buổi sáng sớm dậy mình thấy nó tắt bếp và cái độ nóng là vừa. Thế giờ mình mới lấy một ít bột nghệ, một cái thìa cà phê thôi, lưng thìa cà phê thôi. Xong mình lại hòa một tí nước lạnh. Xong mình chia cái chỗ này ra, chỗ này là làm hai người. Mình chia chỗ này ra thì mỗi người buổi sáng nó bằng từng đến đây, 100cc thôi, không đến thì là vừa. Đấy. Rồi mình căn chỉnh lại xem thế nào phù hợp.